Xin chào tất cả các anh em. Đây, mình là Tuấn Nam Định và đúng như là cái mong muốn của mình khi lập ra cái page chia sẻ cái kiến thức về bóng bàn thì mình thực sự mong muốn là anh em sẽ có chung cái đam mê với mình và sẽ tự tìm ra được những con đường để mình có thể tiến bộ nhanh nhất và đạt được những thành tích tốt nhất. Bởi vì bản thân mình cũng giống như anh em thôi, thì đều là trưởng thành từ cộng đồng Ban Nghiệp Dư, nghĩa là toàn là mấy anh em chơi với nhau và cứ tiến bộ dần, chứ không phải là được đào tạo và đầu tư đi nước ngoài, nước trong như các vận động viên chuyên nghiệp của mình. Vì thế nên là với cái điều kiện thời gian tập luyện rất là hạn hẹp và cái đối tượng tập luyện để cũng gọi là kém hơn khá là nhiều, và mình vẫn có thể tập luyện và thi đấu, thậm chí là có thể vô địch được hạng A, thì mình mong muốn rằng và mình cũng tin rằng nếu anh em tập luyện đúng cách thì hoàn toàn có thể được những thành tích rất là tốt. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ về một cái câu hỏi trong cái series mình cứ gọi vui là 10 vạn câu hỏi vì sao trong bóng bàn đi, cho nó dễ. Đó là câu hỏi đầu tiên ấy. Thì mình nghĩ là cái kỹ thuật giật là kỹ thuật tấn công chủ đạo trong bóng bàn, và có rất là nhiều người bảo là phải giật thế này, giật thế khác. Và bây giờ mình muốn anh em cùng thảo luận với nhau về một cái vấn đề, đó là cái điều gì là cái quan trọng nhất trong tập luyện kỹ thuật giật phải. Đó là cái điều mà thực sự là mình nghĩ là cũng có rất là nhiều anh em chăn trở đấy. Thì theo ý kiến của mình ấy, thì đơn giản thôi, đó là kể cả như trong sách giáo khoa bóng bàn của trường Đại học Thể dục Thể thao có viết rõ ràng, đó là nguyên lý cơ bản trong phát lực, đó là gập và duỗi cẳng tay và cổ tay. Đối với kỹ thuật giật phải thì đó là duỗi ra và gập vào. Các anh em để ý này, duỗi ra gập vào, duỗi ra gập vào, hoàn toàn là cái chuyển động của cái cánh tay ngoài. Vâng, trong kỹ thuật giật phải thì cánh tay ngoài cực kỳ quan trọng. Khi mà các anh em gập được cánh tay thì sẽ có cái lực đột biến cực kỳ tốt. Và khi mà gập được cánh tay ấy, thì tức là anh em đã làm đúng một kỹ thuật giật quy chuẩn. Nó chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Và khi nào anh em muốn có lực nhiều hơn thì sẽ kết hợp thêm những bộ phận của cơ thể khác. Ví dụ như là anh em thêm lực thì các em dài hơn một chút là chuyển lườn xuống này. Các em muốn thêm lực nữa, muốn dài nữa thì các anh em lại chuyển trọng tâm đó, rồi lấy đà từ mặt đất, rồi nhún chân, rồi rất là nhiều những cái động tác khác để có thể kết hợp toàn thân vào trong một cú đánh bóng. Nhưng mà nên nhớ, cái gì có hai mặt của nó, càng ngắn gọn thì càng linh hoạt, và càng dài thì lực càng mạnh nhưng lại thiếu độ linh hoạt hơn. Có những anh em cứ nhất định là phải lườn thế này, phải xoay thế này mới giật được, mà quên mất một điều rằng nếu mà bóng nhanh đấy thì chúng ta phải ngắn gọn động tác lại, còn bóng chậm thì chúng ta mới có thể dài động tác ra, có nhiều sự chuẩn bị hơn đó. Và nó phụ thuộc vào lối chơi của từng người. Ví dụ như những vận động viên mà có lối chơi mà cần cái độ khéo léo và linh hoạt cao như là Jun Mizutani chẳng hạn, thì anh có cái động tác giật rất là ngắn, nách rất là khép và gập động tác gập cánh tay ngoài rất là ngắn. Hay là như là một vận động viên được đánh giá là có nhịp nhanh nhất thế giới hiện nay như là Lin Gaoang, thì cái nhịp của anh rất là sớm, bởi vì thế nên cái động tác giật phải của anh cũng rất là ngắn gọn. Các anh em có thể xem và theo dõi. Ngược lại với những vận động viên đó thì những vận động viên có đòn phải cực nặng, nhất là những vận động viên thuộc thế hệ cũ như là Vương Lệ Cần hay kể cả như Mã Long, thì đều có cái biên độ động tác giật phải rất là dài, thì đòi hỏi là họ sẽ phải kết hợp toàn thân rất nhiều và có lực cực kỳ mạnh. Đó các bạn, anh em thấy không, đó là hai mặt của một vấn đề, và chúng ta phải tự tìm hiểu bản thân, không có ai hiểu mình bằng chính mình cả, để xem mình chơi theo cái lối như thế nào, và mình nên đánh dài động tác để dứt điểm hay là nên đánh ngắn động tác để có sự linh hoạt hơn. Theo ý kiến của tôi thì những anh em nào có lối chơi ép công tốc độ cao gần bàn thì mình nên ngắn gọn động tác thôi. Còn những anh em nào mà có kết quả giao bóng tương đối tốt thì đương nhiên sẽ có nhiều bóng để dứt điểm trong cái bước đầu tiên. Vì thế nên anh em có thể là tập những động tác cho nó dài ra một chút, tự cảm nhận và tự đánh giá bản thân mình để tìm ra được cái đường hướng chính xác cho chính mình, chứ không cần phải nghe ai cả. Mỗi người nói một kiểu. Các thầy huấn luyện thì tôi thấy là có rất nhiều kiểu huấn luyện. Có kiểu huấn luyện là thấy người ta bảo là chuyển trọng tâm cũng chuyển trọng tâm, bảo chuyển lườn cũng chuyển lườn, bảo lăng, bảo gập, rồi thậm chí có nhiều người bảo giật là chỉ bằng mỗi vai thôi. Đó là cái điều mà tôi đánh giá là nó không đúng khi áp dụng vào với từng người. Từ sáng đến giờ thì có rất nhiều anh em vào ủng hộ cái chuyên đề này. Có người bảo là chân vững này thì mới giật được này. Có người bảo là cần phải
biết tạo xoáy này, rồi có rất nhiều ý kiến khác. Thì những ý kiến đó thực sự nó là đúng, nó chắc chắn là đúng rồi. Nhưng mà để mà lựa chọn một cái yếu tố quan trọng nhất trong giật phải thì đó là gập cánh tay. Các em có thể thấy là ví dụ như là các vận động viên hàng đầu của thế giới luôn luôn có cái kỹ thuật như thế này. Đó là khi mà đang tăng tốc, đang ép công hay là bị đối phương giật dứt điểm sang bên góc phải thì hoàn toàn người ta sẽ xoay ra và chỉ gập mỗi cánh tay thôi. Đấy, chỉ xoay ra gập cánh tay rất là nhanh. Và đó cũng là một pha giật bóng quy chuẩn, có điều nó là giật đờ mi, nó rất ngắn gọn. Cái điều đó khẳng định cho một điều là nếu như có gập cánh tay, tức là anh em đã hoàn thành một pha giật bóng quy chuẩn. Còn nếu như không gập cánh tay, nó sẽ không bao giờ thành một pha giật bóng. Các anh em có lườn, có chân, có đủ mọi thứ đi nữa, các anh em có tưởng tượng này, ví dụ như là không gập cánh tay nhé. Này, các em có thể nếu mà co nhé, co giật thế sẽ thành thế này, sẽ thành xúc này, xúc này. Đó rất là xấu. Hay là nếu mà rộng ra thì nó sẽ thành thế này. Đó, giật mỗi vai thành thế này rất là xấu, không bao giờ là giật bóng như thế. Thế nên yếu tố quan trọng nhất cho giật phải trong bóng bàn đó là gập cánh tay ngoài, tạo nên sự đột biến. Anh em hãy để ý cái vấn đề này nhé. Và hy vọng rằng cái câu hỏi tiếp theo cũng sẽ làm anh em quan tâm. Nếu anh em có bất cứ một câu hỏi nào muốn gửi về cho Tuấn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và thảo luận trong chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao trong bóng bàn. Và rất hy vọng được giúp đỡ tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.